Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Cú Đêm Radio. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập 5 của bộ truyện Tiểu Tuyết Sơ Tình của tác giả Ôn Thị An. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video chuyện mới nhất. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Vào lúc này thì Thẩm Thế Công đương nhiên là không biết mình đã đi vào Mao Sơn Động. Y nhìn thấy một hang động, không ngờ chính giữa ngôi nhà lớn đường hoàng như vậy lại là một sơn động. Có điều tiểu nha đầu kia đã chui vào, y cũng chỉ đành đi theo. Nhưng lúc này trong lòng y đã cảnh giác. Nha hoàn kia nói, sắp đến rồi. Trong động rất u ám, nha hoàn kia đưa tay muốn nắm lấy tay y. Thẩm Thế Công chỉ để cho cô ta nắm lấy cần câu. Nha hoàn kia ngẩn ra cười nói, ta sợ ngài không quen đường mới đưa tay đỡ mà thôi. Thẩm Thế Công cười lạnh, ta cần ngươi đỡ sao? Lại nghĩ thầm, nơi này âm âm trầm trầm, cổ cổ quái quái, bản đồ của trận hận thù lại vẽ khu vực này, chẳng lẽ là nơi này mới là... Ngay lúc này y chợt nghe thấy tiếng khóc non nớt của Tiểu Tuyết. Trong lòng Thẩm Thế Công giật mình liền kêu lên, Tiểu Tuyết. Nhưng lúc này lòng bàn tay chợt lạnh, y vội buông tay nhảy lui. Bình một tiếng, lưng đã đụng vào trên vách. Y lật bàn tay nhìn, thấy trong lòng bàn tay có một vệt khí xanh màu lục nhạt. Trong lòng y vừa giận vừa gấp, đã nói cẩn thận đề phòng nhưng vẫn trúng kế, hơn nữa còn là trúng cổ. Chỉ nghe Tiểu Tuyết yên tĩnh lại nhỏ giọng nói, có phải công công không? Có phải công công không? Giọng nói vang vọng trong tường đá. Thẩm Thế Công khàn giọng đáp, Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết vội nói, công công, công công, ông không nên tới. Đi mau đi, nơi này đều là người xấu. Thẩm Thế Công cười khổ nói, quả thật đều là người xấu, nhưng Tiểu Tuyết không phải sợ, công công tới cứu cháu. Nha hoàn kia mỉm cười nói, ngươi còn muốn cứu cô ta sao? Bồ Tát bằng đất qua sông, bản thân khó bảo toàn. Thẩm Thế Công lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Nha hoàn kia cười nói, Từ Vô Cầu có một đệ tử thân truyền, thay người xử lý chuyện của Mao Sơn Động, tên là Hoắc Oan Nhai. Ngươi gặp ta, chỉ là trong thành Chít Oan nhiều thêm một oan hồn mà thôi. Thẩm Thái Công vừa kinh vừa sợ, ngươi chính là sát thủ Hoắc Oan Nhai sao? Y vẫn luôn cho rằng sát thủ Hoắc Oan Nhai là nam, mà Trương Hận Thủ cũng chưa bao giờ nhắc tới Hoắc Oan Nhai là nam hay nữ. Thẩm Thái Công tự nhiên suy nghĩ chủ quan, cho rằng Vân Quý đệ nhất sát thủ Hoắc Oan Nhai là nam tử. Hoắc Oan Nhai cười nói, ngươi có thấy ta giống không? Có cần ta cởi y phục cho ngươi xem không? Thẩm Thế Công hét lớn xuất thủ, nhưng y đã trúng cổ, ra tay không có sức. Hoắc Oan Nhai cười lạnh, ngươi chết đi. Cô ta đột nhiên xuất kiếm. Thẩm Thế Công dương ngang cẩn công ngăn cản, muốn gạt văng kiếm thế, nhưng kiếm thế thẳng tắp, cạch một tiếng, cẩn gãy làm hai. Thẩm Thế Công lui nhanh, kiếm thế vẫn đuổi theo truy kích. Thẩm Thế Công cúi người một cái, nhanh như chớp cởi áo bào trên người quấn lấy kiếm thế. Xoẹt một tiếng, áo bào quấn lấy mũi kiếm nhưng vẫn bị xoắn thành mảnh vụn, bay lả tả như là bươm bướm. Y phục vốn là vật mềm nhưng vẫn bị kiếm khí phá nát. Cản được một chút như vậy, Thẩm Thế Công đã ôm lấy một tảng đá lớn, kích cỡ khoảng chừng mặt bàn, tương đối nặng nề ép đến kiếm thế. Bùng một tiếng, tảng đá lớn cũng bị kiếm khí chấn vỡ. Một kiếm này của Hoắc Oan Nhai trước tiên chặt đứt cần câu, sau đó phá vỡ áo bào, lại đánh tan đá lớn, kiếm thế mới dừng lại. Hoắc Oan Nhai thu kiếm, cười lạnh nói, ứng biến thật nhanh, xem ngươi có thể tiếp được một kiếm nữ của ta hay không. Lại đâm ra một kiếm. Lúc này lòng bàn tay của Thẩm Thế Công trúng cổ, đã tê dại đến nửa người, cũng không còn sức tránh né, đành phải chán nản dựa vào vách núi. Trong tai nghe được một tiếng kêu kinh hoàng của Tiểu Tuyết, công công, công công. Kiếm đã đến trước mắt, chợt nghe một người kêu lên, chờ đã. Kiếm còn cách chân mày của Thẩm Thế Công ba tấc đột nhiên dừng lại, bởi vì kiếm lực quá mạnh đột ngột dừng lại, khiến cho eo bàn tay cầm kiếm từ từ tràn ra máu tươi. Thẩm Thế Công chỉ cảm thấy sau lưng bị đánh mạnh, huyệt đạo đã bị phong tỏa, lập tức ngã xuống. Vách núi mà y dựa vào đã đổi thành một người đứng đó, y ngã xuống mới nhìn thấy người nọ chính là Tư Không Thoái.
Hoắc Oan Nhai cả giận nói: "Ta đã đánh bại hắn, vì sao lại ngăn ta giết hắn?" Tư Không Thoái nói: "Hắn đã trúng cổ, đương nhiên chạy không thoát kiếm của cô." Hai mắt của Hoắc Oan Nhai phát ra ánh sáng như mũi kiếm. "Ngươi muốn nói, nếu như hắn không trúng cổ, ta sẽ không đánh bại được hắn sao?" Tư Không Thoái cười xòa nói: "Cô có thể giết cả Trương Hận Thủ, mà lão già này còn không phải đối thủ của Trương Hận Thủ, làm sao có thể chống lại cô?" Thẩm Thế Công ngã xuống nhưng vẫn không phục: "Trương Hận Thủ không phải bại dưới tay ngươi, mà là do ngươi tấn công lúc hắn không phòng bị." Hoắc Oan Nhai lạnh lùng nói: "Ngươi chán sống rồi đúng không?" Tư Không Thoái vội nói: "Đừng giết hắn." Hoắc Oan Nhai đột nhiên ngẩng đầu: "Tư Không Phiên Chủ." Tư Không Thoái nói ngay: "Hoắc cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn giữ lại mạng chó của hắn để khiến Sát Tinh Phương Chấn Mi kia e ngại. Đợi khi chuyện của Nhất Điều Long xong xuôi, Võ Lâm Vân Quý trở về với Tam Tư, cô muốn giết ai thì giết, không ai quản được cô, cũng sẽ không có ai đi quản." Hoắc Oan Nhai trầm mặc một lúc nói: "Tuy ta là sát thủ dưới cờ của ngươi, nhưng sư phụ là người mà ngươi nghe theo. Ta giữ chức dưới trướng của ngươi cũng là vì tôn kính lệnh sư, nhằm để hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có nghĩa là ta phục tùng ngươi, sợ ngươi." Tư Không Thoái cười gượng nói: "Chuyện này đương nhiên, chúng ta đều vì lệnh sư mà cúc cung tận tụy, phấn đấu đến chết." Hoắc Oan Nhai cười lạnh nói: "Cũng không phải như vậy, ngươi xúi dục âm mưu này chủ yếu là vì Mao Sơn Động và Nhân Đầu Phiên lấy lại uy danh, nắm lại quyền hành, cho nên mới cam tâm cộng sự với nhau." Tư Không Thoái vẫn nhường nhịn: "Ai cũng như nhau." Hoắc Oan Nhai lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn nói: "Được, ta tạm thời không giết lão già này, nhưng ta cho ngươi biết." Tư Không Thoái nghiêng tai, ra vẻ cung kính lắng nghe cao kiến của cô ta: "Có một ngày, ta không chỉ tự tay giết chết lão bất tử này, còn muốn giết Ngã Thụy Thủy, giết Phương Chấn Mi, thậm chí giết..." Cô ta cố gắng dừng lại lời nói, bỏ xuống một câu: "Ngươi sẽ biết ta muốn giết ai." Sau đó rời đi. Lúc này, Thẩm Thái Công mới thở phào nhẹ nhõm. Sát thủ điên cuồng này cuối cùng đã đi rồi, nhưng cái mạng già này của y có phải đã được nhặt về hay không? Tư Không Thoái đưa mắt nhìn Hoắc Oan Nhai rời đi, trong mắt xuất hiện một loại thần sắc kỳ lạ. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói: "Ai giết ai, đến lúc đó mới biết." Sau đó hắn phất phất tay, lập tức có hai nữ ni áo xám bước ra. Tư Không Thoái phân phó: "Nhốt tên này chung với con bé kia." Thẩm Thế Công nghe vậy, tâm lý liền thả lòng. Có thể ở cùng với Tiểu Tuyết vốn là mục đích mà y xông vào hang hổ. Theo như tình hình vừa rồi, Nhân Đầu Phiên và Mao Sơn Động đã sớm liên thủ với nhau, mà thân phận và võ công của động chủ Mao Sơn Động Tư Vô Cầu hiển nhiên còn cao hơn phiên chủ Nhân Đầu Phiên Tư Không Thoái. Tư Vô Cầu an bài đội đệ tử của y vào trong Nhân Đầu Phiên, một mặt là vì đối phó với Nhất Điểu Long, một mặt là muốn kiềm chế Tư Không Thoái. Từ đây xem ra, chẳng những Hoắc Oan Nhai không phục Tư Không Thoái, giữa Tư Không Thoái và Tư Vô Cầu cũng là chó tranh nhau xương. Mà từ giọng điệu vừa rồi, nguyên nhân bọn chúng hợp tác đối phó với Long Hội Kê là vì muốn nắm giữ Võ Lâm Vân Quý, mưu đồ tái khởi, tranh vị đoạt quyền, đây chính là một chuyện lớn. Đáng tiếc, bản thân Thẩm Thái Công lại là khách trong tù. Nhìn dáng vẻ của Long Hội Kê, người ta cho rằng y đã từng ngủ 3 ngày 3 đêm, đầu tóc đến móng chân cũng không chỗ nào mỹ mãn. Thực ra hoàn toàn trái ngược, y đã 3 đêm không thực sự chợp mắt, hơn nữa còn phiền lòng nóng nảy. Nhưng y nhất định phải biểu hiện tinh lực dồi dào, vui vẻ đắc ý, chào đón lấy mừng thọ của mình. Bởi vì trong giang hồ có rất nhiều kẻ nịnh nạp trên dưới, dậu đồ bỉm leo, vào thời khắc này y càng không thể chán nản mất tinh thần. Huống hồ y cũng đoán được, sinh nhật này e rằng khó mà bình an vượt qua. Càng như vậy, y lại càng phải tỏ ra mặt mày rạng rỡ. Mặc dù trong khoảng thời gian này, thanh danh của Nhất Điểu Long đã đi xuống, chuyện lạ liên tiếp phát sinh khiến danh vọng của y giảm mạnh. Nhưng công tích của y tại khu vực Vân Quý mấy năm nay vẫn khiến người ta khó quên lãng. Vì vậy có rất nhiều khách tới chúc mừng, không sợ rước phiền toái vào người. Nhưng vị khách này dám đến tham dự, nếu không phải có phẩm đức, có ánh mắt thì cũng có thân thủ hơn người, còn có thể nói là khách khứa tuy ít nhưng đều là bất phàm. Khi Long Hội Kê đang tập trung tinh thần ứng phó với trận khiêu chiến này, phu nhân của y lại đau bụng. Cơn đau này khiến cho Lâm Thanh Oanh chết đi sống lại, giống như trong bụng có 10 cây móc đồng thời siết chặt, cũng khiến cho tâm hồn Long Hội Kê rối loạn. "Nàng thấy thế nào rồi phu nhân?"
Lâm Thanh Oanh đau đớn nói: "Thiếp bên trong đang xé rách thiếp." Long Hội Kê thở dài nói: Nàng phải thế nào mới..." Lâm Thanh Oanh nhào vào trong ngực Long Hội Kê, quỳ xuống ôm eo y khóc lóc cầu khẩn: "Phu quân, vì bảo vệ đứa trẻ của chúng ta, xin chàng hãy dùng điệp biến đại pháp đi." Long Hội Kê ngẩn ra, y nhìn lên bầu trời trong viện, lòng bàn tay cào ra 5 vết ngón tay. Một lúc sau, y giống như quyết định sinh tử, ngữ âm trầm trọng nói: "Được, trước lễ mừng thọ, ta sẽ giúp nàng thi triển điệp biến đại pháp." Lại nói ở bên này, hai nữ ni, một người túm tóc Thẩm Thái Công, một người tóm râu Thẩm Thái Công, kéo y vào trong một giam phòng. Thẩm Thái Công đương nhiên nhận ra bọn họ. Bọn họ chính là 2 trong số 4 nữ ni đã sát hại bà lão, muốn bắt Tiểu Tuyết ở trước Linh Ẩn Tự. Bọn họ đang dùng việc công để trả thù riêng. Hiện tại Thẩm Thái Công mới biết 4 nữ ni này không phải là người của U Linh Tam Thập Tư Khấu Tiểu Đậu, mà là thủ hạ của Tư Vô Cầu. Bình một tiếng, Thẩm Thái Công bị ném vào trong ngục. Y chửi như tát nước, đang lôi tổ tông 18 đời của đám nữ ni ra mang đến đời con cháu thứ 14. Một nữ ni quát lên: "Lão tặc, đợi lát nữa xem chúng ta có trừng trị người hay không." Dứt lời liền đóng cửa lại. Thẩm Thái Công cảm thấy râu tóc cùng với chân đều đang đau, y định mắng tiếp, chợt có một bóng dáng nhỏ nhắn nhào tới chỗ mình. "Công công, công công." Thẩm Thái Công thấy Tiểu Tuyết, cơn giận lập tức giảm đi hơn nửa. Tiểu Tuyết gặp y giống như gặp được người thân, khóc đến sướt mướt. Thẩm Thái Công vỗ vỗ nàng an ủi: "Không sao, không sao, bọn họ không làm khó cháu chứ." Tiểu Tuyết khóc nói: "Tiểu Tuyết không sao cả, bọn họ có làm khó công công không?" Trong lòng Thẩm Thái Công cảm thấy ấm áp. Khi y mới bước vào tuổi già, tính khí nóng nảy, đã gián tiếp bức chết con trai của mình là Thẩm Hải Nhược và vợ, chỉ còn lại cháu gái nhỏ là Tiểu Hồng, khiến y vô cùng hối hận. Sau đó Tiểu Hồng cũng bất hạnh qua đời, người đầu bạc đưa tiến người đầu xanh, chỉ còn lại một mình Thẩm Thái Công trơ trọi. Y có rất nhiều cảm xúc. "Cháu thật là giống Tiểu Hồng." Tiểu Tuyết mở đôi mắt đẫm lệ ngây thơ hỏi: "Tiểu Hồng là ai?" Thẩm Thái Công thở dài nói: "Một đứa bé ngoan." Tiểu Tuyết nín khóc cười: "Công công nói cháu giống cô ấy, vậy Tiểu Tuyết cũng là đứa bé ngoan rồi." Thẩm Thái Công xoa tóc của nàng, thương yêu nói: "Cháu đương nhiên là đứa bé ngoan, các cháu đều là đứa bé ngoan." Tiểu Tuyết hỏi: "Hiện giờ cô ấy ở đâu?" Thẩm Thái Công ngạc nhiên hỏi: "Ai?" Tiểu Tuyết nói: "Tiểu Hồng ấy." Thẩm Thái Công ngẩn người, ho khan một tiếng: Nó đã đi đến một nơi rất xa rồi." Ánh mắt Tiểu Tuyết chân thành: "Vì sao cô ấy không đi cùng công công?" Ánh mắt Thẩm Thái Công thoáng hiện lên vẻ ảm đạm: "Nó đi trước, đợi công công đi sau." Tiểu Tuyết cười hỏi: "Cô ấy đi làm gì?" Thẩm Thái Công chần chừ một chút: Đi chơi." Tiểu Tuyết vỗ tay cười: "Chỗ đó nhất định rất vui." Thẩm Thái Công cười khổ nói: "Rất vui, nếu không tại sao người người đều phải đi đến đó?" Tiểu Tuyết cười nói: "Chúng ta móc tay đi." Nói xong vươn ngón út ra, móc vào ngón út của Thẩm Thái Công. Thẩm Thái Công không hiểu nàng muốn làm gì. Tiểu Tuyết cười nói: "Móc tay như vậy, nghĩa là công công đã đáp ứng, sau này phải dẫn Tiểu Tuyết đến chỗ của Tiểu Hồng chơi." Thẩm Thái Công nghe được trong lòng lạnh lẽo vội nói: "Không được." Ánh mắt Tiểu Tuyết cũng buồn bã, cúi đầu nói: "Cháu biết công công không thích Tiểu Tuyết." Thẩm Thái Công thở dài nói: "Công công sao lại không thích Tiểu Tuyết? Chỉ là công công đã trúng cổ, còn bị điểm huyệt, không thể vận công, cũng không thoát khỏi nơi này được, làm sao có thể dẫn cháu đi?" Chợt nghe một giọng nói sắc bén cất lên: "Ngươi còn muốn dẫn cô ta đi, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chết để chúng ta đưa cô ta đi." Người nói chuyện là nữ ni mặt đao kia, 3 nữ ni khác cũng đi theo bên cạnh cô ta. Thẩm Thái Công vội chắn trước người Tiểu Tuyết: "Các người muốn giết thì cứ giết ta, thả cô bé này đi." Nữ ni mặt đao cười lạnh nói: "Hiện tại chúng ta muốn đưa con bé này đi, giờ chết của ngươi chưa tới, kiên nhẫn chờ đi." Râu tóc Thẩm Thái Công đều dựng lên, chắn ở trước người Tiểu Tuyết, lạnh lùng nói: "Không, không, ta không cho phép các ngươi đụng đến cô ấy."
sắc mặt sắc bén của nữ ni mặt đao chừng lên. Muốn chết sao? Lập tức giơ chân đá vào ngực Thẩm Thái Công. Thẩm Thái Công oa một tiếng, phun ra một búng máu. Huyệt đạo của y bị phong tỏa, công lực khó tụ, cộng thêm đã bị trúng cổ, toàn thân đã bị tê dại, chuyển động không linh hoạt, hoàn toàn không thể chống đỡ thế công của nữ ni mặt đao. Nhưng y vẫn chắn trước người Tiểu Tuyết, nhất định không chịu tránh ra. Nữ ni mặt đao vung tay mấy cái, đánh cho Thẩm Thái Công răng cửa lỏng ra. Cút ra! Thẩm Thái Công vẫn không chịu rời khỏi Tiểu Tuyết một bước. Nữ ni mặt đao quát lên: Kéo lão già, bắt lấy con bé! Ba nữ ni kia lắc mình đi tới, muốn kéo Thẩm Thái Công ra. Nhưng Thẩm Thái Công vẫn liều chết ngăn cản, quyết chí bảo vệ cho Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết vẫn luôn ở sau người Thẩm Thái Công khóc thút thít kêu lên: Công công, công công, các người không được đánh công công, ta cầu xin các người. Ba nữ ni nghe vậy càng tay đấm chân đá, nhưng Thẩm Thái Công vẫn nhất quyết không chịu tránh ra. Một nữ ni trong đó tức giận rút ra một kiếm sáng loáng. Tiểu Tuyết nhìn thấy liền hét lên một tiếng. Nữ ni kia đang định xuất kiếm, vai bỗng bị chộp lấy, quay đầu nhìn lại, hóa ra là nữ ni mặt đao. Nữ ni mặt đao kia lập tức cho ả một cái bạt tai, sau đó mắng: Không có mệnh lệnh của Tư động chủ, ngươi dám giết lão chết tiệt này sao? Ngươi chán sống rồi à? Nữ ni kia hậm hực lui ra. Lúc này, Tiểu Tuyết thấy nữ ni kia rút binh khí ra, sợ cô ta tổn thương đến Thẩm Thái Công. Dưới tình thế cấp bách, liền từ dưới sườn của Thẩm Thái Công chui ra, ôm lấy nữ ni mặt đao cầu khẩn: Cầu xin cô, cầu xin cô đừng... Nữ ni mặt đao vung tay lên điểm vào huyệt đạo của nàng, khiến nàng không thể nói tiếp. Sau đó ả cười lạnh một tiếng, nắm lấy Tiểu Tuyết quay đầu rời đi. Thẩm Thái Công hét lớn, nhào tới nắm lấy cổ chân của nữ ni mặt đao, cố gắng kêu lên: Bỏ cô ấy xuống! Sắc mặt nữ ni mặt đao đột nhiên phát xanh, dùng gót chân đá vào mặt Thẩm Thái Công. Thẩm Thái Công đã sớm thương tích đầy mình, đứt hơi khản tiếng, lúc này không chịu được nữa, hôn mê bất tỉnh, nhưng một tay vẫn nắm lấy chân của nữ ni mặt đao không buông. Nữ ni mặt đao lại lo lắng: Hắn có phải chết rồi không? Hai nữ ni còn lại vội xem hơi thở và mạch môn của Thẩm Thái Công đáp: Còn may không chết được. Nữ ni mặt đao lại quát lên: Vậy còn không mau gỡ tay lão chết tiệt này ra, động chủ đang chờ người, chậm chí ra hội tội các người. Ba nữ ni kia vội vàng dùng sức gỡ ngón tay của Thẩm Thái Công để nữ ni mặt đao đi ra. Nữ ni mặt đao lạnh nói: Ta ra ngoài giao người xong sẽ lập tức trở lại, các ngươi phải trông chừng nơi này thật tốt, nếu xảy ra chuyện gì các ngươi muốn chết còn khó hơn lên trời. Bọn nữ ni đương nhiên biết rõ gia pháp của Mao Sơn Động, nghe vậy cũng không kìm được dùng mình. Vào lúc này, phía bên Long Hội Kê, y quyết định thi triển điện biến đại pháp để bảo tồn thai nhi cho thê tử của y, do đó hạ lệnh cho Diệp Biên Chu đi an bài nơi trốn và tế đàn làm phép. Họ Diệp lập tức phản đối kịch liệt: Bang chủ, thi triển điện biến đại pháp là chuyện hao phí chân lực nhất, huống hồ lúc làm phép trước tiên còn phải tán đi ngũ hành chân khí, âm dương nguyên khí trong cơ thể, chín tầng dương hòa thần công hộ thân của bang chủ tạm thời cũng không còn, theo thuộc hạ thấy tuyệt đối không thể làm như vậy. Không được, nếu như ta không thi thuật, đứa trẻ trong bụng của Thanh Oanh có thể sẽ không giữ được. Nhưng cho dù bang chủ thi thuật cũng tuyệt đối không thể chọn hôm nay. Cổ thuật rất kiêng kỵ sinh nhật của người thi triển, dễ phóng cổ cũng dễ bị cổ xâm nhập. Thuộc hạ xin bang chủ suy nghĩ cho đại cục bản bang, làm phép kéo dài để sau này tiến hành sẽ tốt hơn. Ta xin lĩnh ý tốt của ngươi, nhưng chỉ có vào ngày sinh nhật thi triển điệp biến mới có công hiệu nhất. Thanh Oanh đã sắp không cầm cự nổi, chậm chế một chút sẽ phải hối hận cả đời. Ta không muốn gây nghiệt thêm một lần nữa. Nhưng hôm nay khách khứa tụ tập, trong đó có người ý đồ bất thiện. Có hai vị đàn chủ kham đường trước sau hy sinh, hưu đàn chủ cũng bị thương khiến gương mặt lở loét. Nếu kẻ địch động thủ, chúng ta... Ngươi không cần lo lắng, trong xa xăm tự có số mệnh. Ta tự đánh giá bình sinh chỉ phụ công chúa, còn lại không có gì hối hận, sống chết cá nhân cũng không đáng tiếc. Huống hồ có các ngươi ở đây, cho dù kẻ địch xâm phạm, các ngươi cũng ứng phó được. Chỉ là vào thời khắc thi thuật, bang chủ ngài tán đi dương hỏa thần công hộ thể, lại không có ngũ hành chân khí bảo vệ, thực sự rất nguy hiểm.
Cho dù ta mất đi dương hỏa hộ thể, ngũ hành cạn kiệt, chân nguyên đi ngược, người bình thường muốn dồn ta đến chết cũng không dễ dàng. Cổ thuật của ta đánh trả, trên thế gian cũng không có bao nhiêu người chịu được. Tam Tư có thể. Khấu tâm thuật của Tư Khấu Tiểu Đậu tuy lợi hại, nhưng không móc được tim ta. Bích Hòa huyết kiếm của Tư Không Thoái cũng chỉ có thanh thế mà thôi. Cổ độc trì thủy của Tư Vô Cầu có thể phá công lực của ngài. Nhưng từ sau khi U Minh Vương qua đời, Tư Vô Cầu đã gần 10 năm không xuất hiện trên giang hồ. Nếu như... Ngươi lại lo lắng cái gì? Nếu như lúc thi triển Điệp Biến Đại Pháp... Diệp Biên Chu nuốt nước miếng nói, tế nữ kia là kẻ địch thì sao? Chuyện này lại đáng lo. Ngươi suy nghĩ cẩn mật, đã tiến bộ rồi. Long Hội Kê cười vỗ vai Diệp Biên Chu nói, có điều tế nữ rất thích hợp, hồn nhiên khả ái, không có khuyết điểm, là một cô gái thông minh phi phàm. Có cô ấy trợ giúp, Điệp Biến Đại Pháp nhất định sẽ thành công. Ngươi cứ chờ dạy võ công cho cháu nhỏ đi. Nói xong liền cười lớn. Thế nhưng mà... Còn nhưng mà cái gì? Long Hội Kê có vẻ không vui. Nhưng mà giả sử cô gái kia... Diệp Biên Chu tỏ ra hơi ấp úng, chẳng biết có nên nói hay không. Ngươi quá lo lắng rồi. Long Hội Kê ngắt lời, cô gái mà phu nhân lựa chọn sẽ không sai lầm. Ngươi vẫn nên nhanh chóng cùng với tiểu lữ đi bố trí tế đàn đi. Diệp Biên Chu đang muốn trả lời, chợt nghe Long Hội Kê quát lên, là ai đó? Y lập tức vươn tay một cái, sau một tiếng bụp, cây tùng cách đó một trượng khẽ rung lên như mưa rơi. Trên cây tùng cũng không có bóng người. Long Hội Kê đạp lên nhánh tùng nhẹ như con báo, chỉ thấy nơi cách không cổ trường của mình đánh vào có một mảnh y phục nhỏ màu trắng rơi xuống. Y không nghe lầm, vừa rồi quả thật có người nấp ở chỗ này. Công lực của người này tuyệt đối không ở dưới y. Sắc mặt Long Hội Kê lúc sáng lúc tối, y từ trên cây nhảy xuống vẫn nhẹ như con báo, nhưng trong lòng bàn tay đã hơi đổ mồ hôi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vào lúc này, vấn đề khiến Ngã Thị Thủy đau đầu đó là hắn không cách nào chứng minh mình là Ngã Thị Thủy. Lấy mừng thọ của bang chủ Thủ Noãn Bang Nhất Điều Long, không phải người đều có thể đi vào. Mặc dù có một số người không phải nhân vật võ lâm, không biết võ công cũng có thể ra vào không trở ngại, nhưng nơi này không có tình trạng xem thường người khác, nhưng ít nhất phải quen biết mới có thể đi vào. Với danh hiệp của Ngã Thị Thủy, người của Nhất Điều Long Phủ dĩ nhiên là cung kính nghênh đón. Nhưng Ngã Thị Thủy lại chẳng quen biết ai, làm thế nào chứng minh hắn là Ngã Thị Thủy? Cũng vì đối phương không phải dựa vào thân phận để từ chối khéo, cho nên hắn không có lý do gì để phát tác. Lúc này Nhất Điều Long Phủ đang canh phòng nghiêm ngặt, nếu hắn xông vào chắc chắn sẽ bị xem như tới đây gây rối. Ngã Thị Thủy biết rõ điểm này, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, nhất định phải tham gia lễ mừng thọ. Hắn không nghĩ ra biện pháp nào, chỉ có cách xông vào. Đây là biết rõ nhưng cố tình vi phạm. Ngã Thị Thủy bình sinh nghĩ gì làm nấy, chỉ cần không có lỗi với bản thân, trời đất chứng giám là được, không cần quan tâm có vi phạm hay không, cho nên không biết đã gây ra bao nhiêu phiền toái. Nhưng lần này hắn lại không gây phiền toái, bởi vì có một người bị thương che mặt loạng choạng đi ra, nói với thủ vệ một câu, y là Ngã Thị Thủy, để y vào. Hắn không biết người này là ai, chỉ nghe võ sĩ của Nhất Điều Long Phủ gọi người này là Hưu Đàn Chủ. Lúc hắn đi vào phòng khách đã trễ hơn người khác, chỉ thấy phòng lớn bố trí lư hương, pháp khí, bùa chú, cờ phướn các loại, thoạt nhìn không giống như mừng thọ mà giống như đang cúng bái. Ngã Thị Thủy cảm thấy người ở khu vực biên thủy này luôn kỳ quái, không thể hiểu được. Hắn vừa vào phòng khách liền nghe được người chung quanh đang thì thầm nói chuyện. Trong phòng lớn có đến 500-600 người đều đang thảo luận cùng một đề tài. Long Hồi Kê vì bảo vệ tính mạng của phu nhân, ổn định thai nhi nên đã thi triển Điệp Biến Đại Pháp. Điệp Biến Đại Pháp là cái gì? Ngã Thị Thủy không hiểu, cũng không tin, càng không có hứng thú. Hắn chỉ nghe mọi người nói chuyện rất hưng phấn, nói rằng Điệp Biến Đại Pháp năm đó chỉ có U Minh Vương là có sự kiên quyết và công lực để thực hiện. Người khác nếu không phải không có tư cách, không chịu nổi hoặc không có đủ pháp lực thì cũng sợ sẽ gặp nguy hiểm. Đã mười mấy năm không ai thi triển pháp thuật này trước mặt mọi người, hôm nay lại có thể mở rộng tầm mắt. Mọi người dường như đều vui mừng vì có thể chứng kiến việc này, chứ không phải lo lắng Điệp Biến Đại Pháp này có thể cứu được người hay không. Ngã Thị Thủy nghe đến đây thì không muốn nghe tiếp nữa. Hắn lại nhìn thấy một đám người, một đám ni cô, đó là U Linh Tam Thập. Hắn lập tức trừng mắt nhìn qua. Tư Khấu Tiểu Đậu cũng phát hiện ra hắn, ánh mắt yêu kiều liếc qua. Ngã Thị Thủy không dám đối mặt với cô ta,
vội quay đầu nhìn sang chỗ khác, vì vậy phát hiện ra Tư Không Khiêu ở giữa đám người. Tư Không Khiêu ở đây, Tư Không Thoái thì sao? Quả nhiên hắn cũng phát hiện ra Tư Không Thoái. Lại có hai người khác khiến Ngã Thị Thùy cảm thấy hứng thú. Hai tên đệ hán này mặt xanh mũi sưng, giống như buổi sáng vừa ngã 38 lần, khiến cho trên người đen đỏ lam lục. Lại giống như sau khi uống rượu, bị 13-14 tên lưu manh trong hẻm nghèo đánh thành như vậy. Ngã Thị Thùy khá có hứng thú với chuyện có liên quan đến đánh nhau. Trùng hợp hai người này đang nói chuyện, Ngã Thị Thùy liền ghé đầu lắng nghe. Với võ công của Ngã Thị Thùy, mặc dù khinh công không quá tốt, nhưng cũng đủ khiến cho hai người lưng mỏi xương đau này không phát giác được hắn nghe lén. Bà nội nó, lão chết tiệt kia thật là lợi hại, ném ta thành... Lão chết tiệt. Mẹ nó chứ, không ngờ một sợi dây câu của hắn lại khó đối phó như vậy. Thân thể giống như cá trạch, hóa ra hắn giả vờ giả nua chỉ để gạt người. Thẩm Thái Công sao? Cũng tốt, hắn ở cửa sau náo loạn một trận, vẫn bị đám người sau nhà giải quyết rồi, xem hắn còn dám làm ác hay không. Đám người sau nhà Mao Sơn Động nào dễ trêu chọc như vậy, không giống như Diệp đàn chủ của chúng ta luôn sợ đắc tội với người khác, kêu gọi dừng tay. Hắn đi vào Mao Sơn Động, quả nhiên là không đi ra được nữa. Mao Sơn Động. Hai tên đại hán này chính là Đường Tù và Đường Khốn, từng bị Thẩm Thái Công điểm huyệt đạo, sau đó ném vào trong tường. Sau khi thuộc trung đường môn sa sút, đệ tử của đường môn phần lớn đi vào những bang hội khác để mưu cầu phát triển. Trong Thủ Nan bang có rất nhiều cao thủ họ Đường, chẳng hạn như là Đường Thập Ngũ, Đường Nhị Thập. Ngã Thị Thùy chần chừ một lúc, sau đó đi ra cửa lớn. Tráng Đinh thấy hắn không trở lấy Mừng Thọ bắt đầu đã ra khỏi cửa, cảm thấy kỳ quái. Nhưng đối phương không phải xông vào mà lui ra, cho nên cũng không tiện ngăn cản. Ngã Thị Thùy từ trong tường vòng trở về, đến cửa sau của Nhất Điều Long Phủ. Trên đoạn đường này, hắn có thể cảm giác được trong tường ngoài tường dường như rất yên tĩnh, nhưng lại có không ít cao thủ ẩn nấp trong tối. Xem ra Nhất Điều Long Phủ của Thủ Noãn Bang thật sự là tường đồng vách sắt, không thể tự tiện xông vào được. Nhưng hắn cũng không phải muốn xông vào Thủ Noãn Bang. Hắn đi đến cánh cửa đồng đỏ đối diện với cửa sau của Nhất Điều Long Phủ, cũng không gõ cửa, lại nhún nhảy người vào. Hắn vừa mới vượt qua tường cây, còn chưa đạp xuống đất, chợt nghe thấy một giọng nói cất lên: "Ngươi chết đi." Ngã Thị Thùy đương nhiên không phải khách, hắn từ trên tường trèo vào, xem như là khách thì có thể là khách không mời mà đến. Nhưng cho dù từ trên tường nhảy vào và lập tức nghe được ba chữ này cũng khó tránh khỏi kinh ngạc. Ngay cả người vô cùng gan dạ chỉ kinh ngạc một chút, nhưng khẽ giật mình cũng khiến cho tinh thần hơi căng cứng hoặc là hô hấp hơi loạn. Đó có thể chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để cho sát thủ Hoắc Oan Nhai giết chết 5 lần kẻ địch công lực cao hơn mình. Có điều Ngã Thị Thùy hoàn toàn không kinh hoàng. Hắn từ nhỏ đã luyện võ, và lúc ngủ say thường bị bằng hữu của hắn dùng mảnh băng bất ngờ đánh vào đầu. Lúc 10 tuổi, hắn đã không có cảm giác kinh hoàng khi bị đánh lén. Lúc thiếu niên, hắn có thể dùng tay phải cầm đũa gắp một miếng thịt vịt, còn lúc dùng tay trái giết chết 3 kẻ địch muốn ám toán hắn, máu bắn 5 bước, đồng thời dùng đũa đưa miếng thịt kia vào trong miệng. Hắn mặc dù không phải sát thủ, nhưng hắn tự huấn luyện còn nghiêm khắc hơn bất kỳ sát thủ nào. Đương nhiên, nếu như hắn là sát thủ cũng sẽ không phải là một sát thủ tốt, bởi vì hắn có tình cảm mãnh liệt, không đủ định lực, hơn nữa có việc sẽ làm, có việc sẽ không làm, dùng nghĩa khí làm đầu. Đối với một sát thủ chân chính, những cá tính này chắc chắn sẽ là điểm yếu chí mạng. Nhưng hắn vẫn có một chút thiên phú và huấn luyện của sát thủ. Khi Hoắc Oan Nhai kêu lên một tiếng kia, hắn giống như nhìn thấy trên trời có mây, biển màu xanh lam, gà mẹ đẻ trứng, không hề có một chút sửng sốt và kinh ngạc nào. Cho nên một kiếm vô cùng ác liệt kia đâm tới, hắn có thể kịp thời tiếp được. Trước giờ, Ngã Thị Thùy không mang theo binh khí. Một kiếm kia từ giữa không trung đâm tới, khi thấy bức người, giống như muốn đánh nát hắn trên tường. Hắn lại dùng tay không tiếp được một kiếm kia. Rất ít người có thể tiếp được kiếm của Hoắc Oan Nhai, huống hồ là dùng tay không. Ngã Thị Thùy đang ở giữa không trung, đột nhiên bị tập kích, lại không chống mượn lực, hiển nhiên là rơi xuống hạ phong. Một kiếm kia kình lực vẫn còn đánh trúng ngực hắn, khiến ngực trái ít nhất gãy một chiếc xương sườn, mặc dù thân kiếm đang bị hắn nắm giữ rất chặt. Hắn vừa đáp xuống đất, thanh kiếm kia còn cách ngực hắn một thước, lúc này hắn có thể tập trung sức lực. Người giật mình lại là Hoắc Oan Nhai. Sống chết của một sát thủ thường chỉ quyết định trong khoảnh khắc, cho nên khả năng phán đoán của sát thủ rất mạnh.
Cô ta vừa thấy Ngã Thị Thủy vừa từng đi vào, lập tức phán đoán đó là thời cơ tốt nhất để giết người. Cô ta lại không ngờ hán tử kia tay như sắt đúc, tiếp được một kiếm này, hơn nữa còn giữ chặt lấy kiếm, khiến cô ta không thể phát ra kiếm thứ hai. Nếu cô ta không xuất kiếm tập kích trước, vậy có thể lợi dụng dung nhan yếu đuối của mình, nói không chừng sẽ có cơ hội tốt hơn để giết Ngã Thị Thủy. Nhưng cô ta đã xuất thủ, bộ mặt thật cũng đã lộ ra. Hiện giờ cô ta chỉ có cách giết chết đối phương, không còn con đường nào khác. Lúc này Ngã Thị Thủy mới cảm thấy kinh ngạc, kiếm lực ác liệt đáng sợ như vậy lại đến từ một cô gái dáng vẻ trông như là nha hoàn. Hắn lại cảm thấy vui mừng. Nếu không phải đối phương ám toán hắn trước, hắn thật sự sẽ không đề phòng cô gái này. Kiếm lực như vậy, kiếm thế như vậy, hắn không nhịn được hỏi: Hoắc Oan Nhai. Hoắc Oan Nhai cười. Thực ra cô ta đang dùng toàn lực muốn thu hồi thanh kiếm kia, nhưng kiếm giống như đã biến thành một ngọn núi. Cô ta thật sự không có năng lực dùng tay kéo một ngọn núi trở về. Ngã Thị Thủy. Ngã Thị Thủy nói: Kiếm lực tốt. Chợt phun ra một ngụm máu tươi. Hoắc Oan Nhai cũng nói: Công lực tốt. Ngã Thị Thủy trừng mắt nhìn cô ta nói: Ta không thích động thủ với nữ nhân. Hoắc Oan Nhai cười nói: Vậy ngươi buông tay đi. Ngã Thị Thủy lạnh lùng nói: Buông kiếm trong tay một sát thủ hạng nhất cũng giống như bắt một con rắn không nhổ hết răng độc đặt ở trong quần vậy. Hoắc Oan Nhai nũng nịu nói: Ôi chao, thật là khó nghe đó. Ngươi dùng tay kẹp kiếm của ta, đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Ngã Thị Thủy không hiểu: Cái gì là lẫn lộn đầu đuôi? Hoắc Oan Nhai cười duyên nói: Đồ ngốc, đây gọi là nam nữ đảo điên, vốn phải là chân của ta kẹp ngươi. Ngã Thị Thủy quát lớn: Vô sỉ, câm miệng. Hoắc Oan Nhai ra vẻ kinh ngạc: Ấy, còn là quân tử à, lại không biết có phải còn trong trắng hay không. Ngã Thị Thủy cắt lời: Hoắc Oan Nhai, ngươi tuy là nữ nhân, nhưng ngươi không nên giết Trương Hận Thủ. Hoắc Oan Nhai ngẩng đầu lên, cố ý lộ ra chiếc cổ trắng như là tuyết. Ta giết hắn thì thế nào, ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Ngã Thị Thủy giận đến máu nóng dâng trào, lớn tiếng nói: Ngươi... Hoắc Oan Nhai cảm giác được kiếm của mình đã bất chi bất giác tiến đến gần ngực Ngã Thị Thủy nửa thước, trong lòng mừng thầm: Nếu ngươi muốn báo thù, vậy gần đây ta giết một bằng hữu của ngươi, thuận tiện báo thù một lần luôn đi. Ngã Thị Thủy trong lòng dâng lên một cảm giác chẳng lành. Ai vậy? Hoắc Oan Nhai nhìn hắn một cái, ra vẻ nói: Ngươi không biết sao? Ây da, để ta nói cho ngươi biết nha. Kiếm của cô ta hơi im lặng, tiến lên phía trước ba tấc. Là lão già Thẩm Thái Công kia. Tại khoảnh khắc này, kiếm của Hoắc Oan Nhai đã toàn lực đâm vào ngực Ngã Thị Thủy. Hoắc Oan Nhai có một suy đoán sai lầm lớn nhất đối với Ngã Thị Thủy. Ngã Thị Thủy quả thật là một người bộc trực, Hoắc Oan Nhai nói thế nào thì hắn tin thế đó. Đáng tiếc Hoắc Oan Nhai không biết, một khi Ngã Thị Thủy tin Thẩm Thái Công đã chết trong tay cô ta, cũng chính là lúc cô ta khó tránh khỏi tai họa. Cô ta vốn cho rằng chọc giận Ngã Thị Thủy mới có cơ hội, nhưng lại không biết Ngã Thị Thủy là một nhân vật hiếm có trong võ lâm. Hắn càng giận dữ thì càng kích phát bản năng trời sinh, võ công càng có thể phát huy một cách triệt để, thậm chí còn cao hơn gấp đôi so với bình thường. Mà nếu Thẩm Thái Công đã chết, đối với Ngã Thị Thủy thì không có chuyện gì kích động hơn. Võ công của Ngã Thị Thủy vốn cao hơn Thẩm Thái Công. Võ công của Trương Hận Thủ cao hơn Thẩm Thái Công một chút, nhưng nếu chiến đấu trong nước, công phu của sát thủ trong sông vẫn kém Thẩm Thái Công một đoạn. Võ công, xuất thủ, tốc độ của Hoắc Oan Nhai ngang ngửa với Trương Hận Thủ, chỉ có kình lực xa hơn Trương Hận Thủ. Nhưng nếu so về công lực, Ngã Thị Thủy có thể nói vẫn cao hơn Hoắc Oan Nhai một bậc. Hắn bởi vì đột nhiên bị tập kích, mới bị kiếm khí gây thương tích, cũng không bị mũi kiếm đâm trúng. Khi hắn chợt nghe Thẩm Thái Công bị Hoắc Oan Nhai giết chết, hắn đã giận dữ điên cuồng. Nếu Hoắc Oan Nhai là núi, hắn có thể khiến núi lở. Nếu Hoắc Oan Nhai là biển, hắn có thể khiến biển động. Nếu Hoắc Oan Nhai là một thanh kiếm, hắn có thể lập tức khiến thanh kiếm này vỡ thành từng mảnh. Cho nên kiếm của Hoắc Oan Nhai lập tức vỡ nát. Kiếm của cô ta đâm tới trước ngực Ngã Thị Thủy, nhưng kiếm đã vỡ vụn như tờ giấy, đương nhiên không đâm vào lồng ngực như là sắt thép kia. Mà cô ta dồn toàn lực đâm tới, cho nên trong tay không còn kiếm, thân thể vẫn nhào tới trước. Tay phải Ngã Thị Thủy bóp vỡ kiếm của cô ta, quyền chới đánh ra. Võ công của Hoắc Oan Nhai đều nằm ở thanh kiếm kia, còn lại chỉ có cổ thuật. Cô ta đành phải dùng tay không đỡ một quyền của Ngã Thị Thủy. Kiếm của cô ta lực tựa vạn cân, Ngã Thị Thủy có thể dùng tay trần tiếp được,
nhưng cô ta dùng tay trần lại không tiếp được thiết quyền của Ngã Thị Thủy. Một quyền này của Ngã Thị Thủy đánh vào lòng bàn tay của cô ta, khiến cánh tay của cô ta gập ngược về, xương cánh tay đâm vào trong ngực, lập tức kết thúc tính mạng. Ngã Thị Thủy đã dùng một quyền đánh chết Hoắc Oan Nhai, nhưng hắn lập tức cảm giác trong lòng bàn tay phát lạnh. Hiển nhiên hắn đã trúng cổ. Mặc dù là nhẹ, nhưng khi phát tác cũng có thể dẫn đến chí mạng. Ngã Thị Thủy siết chặt tay, gào từng tiếng. Tại sao ngươi lại giết chết lão bất tử? Tại sao ngươi lại giết chết lão bất tử? Tại sao ngươi lại giết chết lão bất tử chứ? Hắn không ngừng kêu gào khóc lóc. Lúc này, trong Mao Sơn Động lại có bốn người chạy ra. Bốn nữ ni. Bốn nữ ni này chính là bốn người sát hại bà của Tiểu Tuyết. Bọn họ cùng với Hoắc Oan Nhai canh giữ Mao Sơn Động, chợt nghe thấy tiếng gào khóc của một nam tử, bèn đi ra xem thử. Khi thấy được Hoắc Oan Nhai đang nằm trên mặt đất, bốn người đều biến sắc. Ngã Thị Thủy chợt quay đầu. Hắn nhận ra bốn người này. Hắn vung quyền gào thét. Nhất định là các ngươi, là các ngươi giết chết lão bất tử. Hắn lập tức xông tới. Bốn nữ ni đồng loạt rút binh khí ra, còn chưa kịp xuất thủ, một người đã trúng một quyền vào bụng, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rơi rời vị trí, bay ngược không biết đến nơi nào. Nữ ni mắt đau thấy tình thế không ổn, liền kêu lên. Chờ... Ngã Thị Thủy giấm giận. Tại sao ngươi lại giết chết lão bất tử? Một tiếng rắc vang lên, nữ ni mặt đau đột nhiên phát giác mình có thể nhìn thấy sau lưng của mình. Có người cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy lưng của mình, nhưng lần này nữ ni mặt đau lại nhìn thấy rõ ràng. Cô ta phát ra tiếng rít kinh hoàng, bởi vì cô ta biết cổ của mình đã bị đánh gãy. Cô ta đã quên lúc sát hại bản lão, cộng thêm một cước cuối cùng kia, trong lòng tràn đầy sảng khoái tàn khốc, thực ra chỉ là một loại hô ứng cùng với sợ hãi lúc sắp chết này. Ngã Thị Thủy cũng trúng một kiếm. Người chém hắn một kiếm đã sợ đến mức la hét bỏ chạy. Ngã Thị Thủy chụp lấy cô ta, dùng sức lắc mạnh, lạnh lùng hỏi. Tại sao các ngươi lại giết chết lão bất tử? Hỏi 7-8 câu, lắc 6-70 lần, mới phát hiện người trên tay đã không còn một đoạn xương cốt nào có thể chống đỡ thân thể đang sụp xuống. Hắn lại quay đầu sang, trông thấy một nữ ni. Nữ ni kia đã sợ đến mức đờ cả ra ở đó. Trên tay có kiếm nhưng lại quên mất mình có tay. Có một đôi chân nhưng lại quên mất mình có thể chạy. Cô ta đã sớm bị tên hung thần ác sát này dọa cho mất hồn mất vía. Ngã Thị Thủy từng bước đi đến chỗ cô ta. Cô ta cũng giống như thấy mình đang từng bước đi qua cầu Nại Hà. Ngã Thị Thủy siết tay hỏi cô ta. Tại sao các ngươi lại giết lão bất tử? Tại sao các ngươi lại... Cô ta dùng mình một cái, phát ra tiếng khóc giống như là một con nai nhỏ dưới móng vuốt của sư tử. Ai là lão bất tử chứ? Ngã Thị Thủy nắm lấy vai cô ta. Lão bất tử chính là lão bất tử, y sẽ bất tử. Nữ ni kia linh cơ khẽ động, run giọng hỏi. Lão bất tử có phải là lão gia tử họ Thẩm kia không? Ngã Thị Thủy ngẩn ra. Ý tên là Thẩm Thái Công. Nữ ni kia vui mừng giống như nhặt được thỏi vàng. Y hảo hán tha mạng, Thẩm Thái Công chưa chết. Ngã Thị Thủy lại sửng sốt. Nữ ni kia run rẩy lại bậy nói. Y không chết. Lão nhân gia ông ta bị hoắc tổng quản chế ngự, đang nhốt ở trong ngục ở động sau. Ngã Thị Thủy vui mừng nói. Thật chứ? Hắn lập tức buông tay ra. Nữ ni kia mềm nhũn ngã xuống, lúc này nước miếng, nước mắt, nước mũi, nước tiểu của cô ta mới đồng loạt trào ra. Nhưng khi nữ ni này dẫn Ngã Thị Thủy đến phòng giam gặp Thẩm Thái Công, cô ta lại sợ đến mức cả người mềm nhũn. Bởi vì trong ngục đã không có một người. Thẩm Thái Công đã đi đâu? Ngã Thị Thủy lại khẳng định nữ ni kia không lừa gạt hắn. Bởi vì lúc này không ai dám lừa gạt hắn. Hắn chỉ bảo nữ ni kia kể lại toàn bộ tình hình tỉ mỉ một lần. Nữ ni kia thấy được một cơ hội sống, nào dám che giấu chút gì, lập tức nói ra hết. Ngã Thị Thủy lại hỏi. Ta đã trúng cổ, đang dùng nội lực áp chế không để nó phát tác, ngươi có thuốc giải không? Nữ ni kia run giọng hỏi. Xin hỏi đại hiệp, ngài trúng cổ là của ai? Cô ta còn chưa tỉnh hồn, lưỡi vẫn đang run rẩy. Ngã Thị Thủy cũng không muốn gây thêm giết chóc, hắn cũng hối hận mình ở dưới nóng giận đã giết chết bốn người, mặc dù đó đều là những kẻ đáng chết. Là cổ của Hoắc Oan Nhai. Nữ ni kia lại hỏi. Là chúng phải trong tình trạng như thế nào? Nữ ni kia sợ có bất kỳ câu nào đắc tội với sát tinh này sẽ không còn mạng nữa.
Ngã Thị Thủy cũng không muốn dọa cô ta. Là cổ trên tay của Hoắc Oan Nhai. Nữ ni kia run giọng nói, vậy thì là vạn tử cổ rồi, rất lợi hại. Tiểu nữ đạo hạnh quá thấp, không có cách nào cứu đại hiệp ngài. Ngã Thị Thủy hỏi, vậy người nào có thể giải cổ này? Nữ ni kia suy nghĩ một chút, run rẩy nói, trừ khi là động chủ hoặc tư không phiên chủ mới có thuốc giải. Ngã Thị Thủy chi hỏi, động chủ của các ngươi là ai? Nữ ni kia đáp, Tư Vô Cầu. Ngã Thị Thủy cha hỏi, Tư Vô Cầu là ai? Nữ ni kia cuối cùng nói ra thân phận của Tư Vô Cầu. Ngã Thị Thủy nghe được liền nhảy dựng lên. Đại điển đã bắt đầu. Tiểu Tuyết bị một người hầu hạ tên là Tiểu Lũ dẫn vào trong phòng phu nhân. Trong quá trình hóa bướm, đây gọi là nhộng máu, trước tiên dùng một giọt máu trong tử cung của phu nhân đưa vào trong mạch máu của cô gái linh khí thuần khiết. Chờ lúc làm cho phép hóa bướm mới có thể dùng linh khí của cô gái thông qua dương cương của người làm phép truyền vào trong huyết dịch khí huyệt của người bệnh, tiêu trừ tất cả tà khí bệnh tật. Đây là trình tự của đại pháp hóa bướm. Trong đó điểm quan trọng là công lực và pháp lực của người làm phép nhất định phải đủ cao thâm, mà cô gái môi giới làm phép cũng phải đủ thanh thuần không tì vết. Nếu không chỉ cần có một chút tà khí đánh vào trên người bệnh sẽ không có thuốc chữa. Đồng dạng nếu như cô gái môi giới có lòng bất chính, dẫn ngược pháp lực, có thể khiến cho người làm phép điên cuồng và hư thoát đến chết. Với sự thuần khiết của Tiểu Tuyết có thể gánh vác được trọng trách này, với võ công của Long Hội Kê cũng có thể ứng phó được. Nhưng trong quá trình này không thể xảy ra bất kỳ biến hóa nào, cũng không chịu nổi bất kỳ biến hóa nào. Quá trình hóa bướm là từ nhộng hóa thành bướm, nếu không được hóa, nhộng vẫn là nhộng, thậm chí còn biến thành sâu. Khi Long Hội Kê nhìn thấy Tiểu Tuyết, y đương nhiên không biết Tiểu Tuyết đã bị đóng huyệt câm. Y ngoại trừ cho rằng cô bé này là nhân tuyển thích hợp, trong lòng cũng có sự trìu mến. Thật là một cô bé khả ái. Y càng không biết, sau khi Tiểu Tuyết từ phòng phu nhân đi ra, ánh mắt đang ngây ngốc. Nếu cẩn thận nhìn lại, trong con người vốn linh hoạt của nàng dường như còn dính một lớp màng, phát ra ánh sáng màu xanh lục yếu ớt. Tiểu Tuyết này là Tiểu Tuyết không có hồn phách, pháp tế đã làm được một nửa. Người đứng xem đều bị ngăn cản ở bên ngoài một trường. Long Hội Kê ngang nhiên ở trước mặt mọi người thi triển ra điệp biến đại pháp trăm năm khó gặp, rõ ràng là hành vi cực kỳ lớn gan, hơn nữa cũng là khiêu chiến lớn nhất khi để lộ nhược điểm của mình. Bản thân Long Hội Kê lại biết rõ, y ngoại trừ phải dựa vào pháp tế này để cứu vãn tính mạng của thê tử và thai nhi, còn phải nhờ nó để trừ tà trục ma, vãn hồi danh dự ngày càng giảm sút của y. Long Hội Kê dùng bốn ngón tay trái đặt lên trán của phu nhân Lâm Thanh Oanh của y, tay phải hai ngón út và áp út đặt lên mày trái của Tiểu Tuyết, hai ngón cái và trỏ đặt lên mày phải của Tiểu Tuyết, ngón giữa ấn vào chân mày nàng. Thời cơ đã chín muồi, một cơn gió mạnh từ trong phòng thổi ra, khiến cho ánh nến trên bàn tế trao đảo. Mà sắc mặt của Tiểu Tuyết cực trắng, sắc mặt Lâm Thanh Oanh cực xanh, sắc mặt Long Hội Kê lại cực đỏ. Chợt nghe xong cửa sổ của các nơi vang lên kéo kẹt, bên ngoài cát bay đá chạy, mấy ngàn vạn bóng bướm bướm hiện lên trên cửa sổ giấy, muốn lao vào trong phòng. Long Hội Kê đã sớm dặn dò thủ hạ phải đóng kín các cửa thông gió các nơi, đừng nói là bướm bướm, ngay cả một con muỗi cũng không bay được vào. Nhưng đối với mọi người, đây có thể xem là chuyện lạ lần đầu nhìn thấy. Chẳng lẽ trong xa xăm có lực lượng thần bí này có thể khiến cho trời đất biến sắc? Con người lại có thể sở hữu ma lực kỳ dị như vậy, có thể hô mưa gọi gió. Long Hội Kê biết thời gian đã đến. Sắp sửa phá nhậu chui ra, y phải dùng dương hòa thần khí của mình thúc giục linh khí thiên phú của cô bé, tiêu trừ dị khí tà khí trên người của Lâm Thanh Oanh, lại giữ gìn thai khí nhân khí của thi tử y. Long Hội Kê đột nhiên cảm giác không thích hợp. Bởi vì y cảm thấy Lâm Thanh Oanh vốn suy yếu, trong cơ thể lại giống như một cái ống bể cực lớn và trống rỗng, tạo ra áp lực cực mạnh, không ngừng thu hút lấy chân khí của y, giống như hút vào đầm sâu không đáy. Lúc y phát giác thì đã muộn, trừ khi đối phương kịp thời thu hồi lực hút, nếu không chẳng những công lực của y sẽ bị hút sạch, ngay cả Tiểu Tuyết cũng sẽ biến thành một người ngu ngốc. Lần này y không dám xem thường, lúc thi triển điệp biến đại pháp, y đã không có thần công hộ thể. Mà đây lại là lúc sự tự chủ trong cơ thể y yếu nhất, căn bản không thể dừng làm phép giữa chừng, công lực chỉ có thể liên tục chút ra. Y hoảng sợ mở hai mắt, chỉ thấy Lâm Thanh Oanh cũng mở mắt ra, màng mắt hiện lên một màu xám trắng nhàn nhạt,
khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh lùng ác độc cũng đang nhìn y. Trong khoảnh khắc, Long Hội Kê đã hiểu ra rất nhiều chuyện, nhưng cũng có nhiều chuyện y không hiểu. Nhưng y không hiểu quá chế, những chuyện không hiểu e cũng không có cơ hội để hỏi. Long Hội Kê cảm giác được mình sắp thoát lực, mà ánh mắt của Tiểu Tuyết càng rời rạc, nụ cười của Lâm Thanh Oanh cũng càng ác độc. Long Hội Kê mồ hôi chảy xuống như mưa, cơ mặt của y cũng đang co quắp. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng một khi thi triển đại biến thi pháp, bọn họ muốn tương trợ cũng không được. Long Hội Kê mồ hôi chảy xuống như mưa, cơ mặt của y cũng đang co quắp. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng một khi thi triển điệp biến đại pháp, bọn họ muốn tương trợ cũng không được. Thiết Diện Thần Ưng Diệp Biên Chu thấy tình thế không ổn, liền tiến lên nói với Long Hội Kê: "Bang chủ, theo thiển kiến thức của thuộc hạ, hôm nay là đại thọ của bang chủ, không bằng trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiến hành làm phép." Long Hội Kê cũng muốn trả lời hắn, nhưng chân khí liên tục tràn ra từ mũi, tai, họng, mắt, lỗ chân lông. Y vừa mở miệng, công lực toàn thân lại tan hết, không thể thốt ra được tiếng. Diệp Biên Chu thấy Long Hội Kê không lên tiếng, cũng không dùng tay ra hiệu, nhìn khuôn mặt của bang chủ giống như ngàn con sâu nhỏ đang nhúc nhích, biết rõ là không ổn, nhưng nhất thời cũng không biết nên làm thế nào. Ngay lúc này, tỷ nữ Tiểu Lũ ở bên cạnh Lâm Thanh Oanh bỗng tiến lên cản lại: "Diệp đàn chủ, xin đừng làm trở ngại bang chủ làm phép, mau lui về." Diệp Biên Chu đi theo Long Hội Kê mười mấy năm, là một trong bốn đại đàn chủ của Thủ Noãn Bang. Từ sau khi hai đàn chủ Kham Thiên Tòng, Đường Thập Ngũ chết đi, Diệp Biên Chu ở trong bang lại càng quan trọng. Cộng thêm gần đây, Hưu Tử Phủ đàn chủ cũng bị trọng thương, địa vị của Diệp Biên Chu chỉ đứng sau bang chủ. Hắn cùng với Long bang chủ và sinh ra từ mấy mấy năm, hôm nay ngay cả một tiểu nha đầu phục vụ phu nhân cũng dám quát bảo hắn trước mặt mọi người, như vậy cũng sao được. Diệp Biên Chu nói: "Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy tình hình của bang chủ sao? Mau tránh ra." Tiểu Lũ không rời nửa bước: "Đây là tình trạng bình thường khi thi triển điệp biến đại pháp, Diệp đàn chủ không biết sao?" Diệp Biên Chu thấy thân thể của Long Hội Kê đã bắt đầu run rẩy kịch liệt, cảm giác không ổn, thuận miệng phảng bác một câu: "Chẳng lẽ nha đầu ngươi lại biết?" Tiểu Lũ cười lạnh nói: "Cũng không dám. Có điều phu nhân đã chính miệng dặn dò, không ai được quấy rầy bang chủ làm phép giữa chừng. Nếu không pháp lực xông ngược, bất kể là thương tổn bang chủ, làm hại phu nhân hay là mất đi thai nhi, Diệp đàn chủ ngài có thể chịu trách nhiệm được không?" Diệp Biên Chu nghe được những lời này của Tiểu Lũ, mồ hôi đã chảy ròng ròng. Mọi người thấy thần sắc của Long Hội Kê quả thật không ổn, nhưng hiện giờ người ra mặt ngăn cản lại là người trong Thủ Noãn Bang, người ngoài không tiện lên tiếng. Những người khác trong bang cũng muốn đứng ra, nhưng thân phận đều không cao hơn Diệp Biên Chu, không ai biết nên làm thế nào. Chợt nghe một tiếng rầm, vách tường nứt ra, một đại hán vạm vỡ, sắc mặt tím bầm, lảo đảo xông vào quát lên: "Bắt cô ta lại! Long phu nhân chính là Tư Vô Cẩu!" Mọi người đều xôn xao, Tiểu Lũ lập tức quát lớn: "Tên lỗ mãng từ nơi nào tới, lại dám bôi nhọ danh dự của phu nhân!" Tư Không Thoái chen lời: "Nói hiêu nói vượn, đúng là hoang đường." Tư Không Khiêu lướt vào bên trong, thủ thế nói: "Vì bảo vệ Long huynh Long tẩu, kẻ nào dám qua đây thì phải hỏi Tư Không Khiêu ta trước." Diệp Biên Chu trong lòng rối loạn, thấy Tư Không Khiêu bước vào bên trong, liền ổn định tinh thần nói: "Nơi này là trọng địa của Thủ Noãn Bang, không ai có thể ở đây ra lệnh thay chúng ta." Tư Không Khiêu cười nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Diệp đàn chủ, ngài tới quản lý đại cục đi." Diệp Biên Chu cắn chặt răng, xương quay hàm gồ lên, mồ hôi không ngừng chảy ra, nhất thời hoang mang rối loạn. Tiểu Lũ lại hỏi: "Diệp đàn chủ, không phải ngài thật sự tin lời của tên vô lại kia chứ?" Diệp Biên Chu cao giọng hỏi: "Người tới là ai?" Đại hán kia thở dốc nói: "Ta là Ngã Thị Thủy, người có từng nghe Ngã Thị Thủy nói dối khi nào chưa?" Tư Không Khiêu cười lạnh nói: "Ta nghe nói đại hiệp Ngã Thị Thủy là một người hùng dũng oai vệ, khí phách hiền ngang. Hôm nay lại ở đâu chui ra một con mèo bệnh quỷ say tới giả mạo như vậy?" Ngã Thị Thủy hét lớn: "Ta giết!" Nhưng lúc này cổ độc của hắn đã phát tác, toàn thân như là sâu bò kiến chạy, vô cùng thống khổ, làm sao có thể xuất thủ được. Tư Không Thoái ở một bên lạnh lùng nói: "Diệp đàn chủ, ngài là người phụ trách dưới trướng bang chủ Thủ Noãn Bang, có kẻ tự tiện xông vào quý bang còn nói năng lỗ mãng, sỉ nhục phu nhân bang chủ, ngài còn không sai người bắt lại, uy danh của Thủ Noãn Bang ở đâu?" Diệp Biên Chu nhất thời hoang mang, đành phải kêu lên: "Bắt!"
chợt nghe Hưu tỷ phụ ôm mặt kêu lên: "Bát tiểu lũ lại!" Diệp Biên Chu giật mình: "Hưu đàn chủ, ngài..." Người ôm mặt vọt lên nói nhanh: "Ta không phải Hưu đàn chủ." Liền thẳng vào bên trong. Tư Không Thoái giận dữ quát lên: "Kẻ nào đang giả thần giả quỷ?" Mười ngón tay của y mở ra chụp vào hư không, nhưng phương hướng người nọ lướt ra đột nhiên biến đổi, hoàn toàn thay đổi. Hắn trước tiên lướt đến song cửa sổ. Khi người trong phòng khách đều cho rằng hắn muốn chạy trốn, hắn lại lướt trên xà nhà. Khi Tư Không Thoái đang phòng bị đối phương từ trên cao tập kích, thân hình người nọ lại biến đổi, lướt thẳng vào bên trong, vượt qua đỉnh đầu Diệp Biên Chu, tránh qua công kích của tiểu lũ. Trước khi Tư Không Khiêu kịp động thủ, người nọ đã đứng bên cạnh ba người Long Hội Kê, Lâm Thanh Oanh, Tiểu Tuyết. Rất nhiều người có mặt, trái tim gần như đều nhảy ra khỏi ngực. Chỉ có Ngã Thị Thủy hô to một tiếng: "Thần tài!" Thần tài là thần tiên tốt trong suy nghĩ của mọi người. Có mặt thần tài, tình cảnh khốn cùng đến mấy cũng có thể biến thành vinh quang. Nhưng thần tài trong suy nghĩ của Ngã Thị Thủy đương nhiên chính là Phương Chấn Mi. Phương Chấn Mi lướt tới bên cạnh Lâm Thanh Oanh, chỉ nói một câu: "Tự động chủ, hành thiện như leo núi, hành ác như núi lở, từ bỏ đi." Phương Chấn Mi vừa lướt đến bên cạnh Lâm Thanh Oanh và Long Hội Kê, người trong phòng khách nhất thời đều yên tĩnh lại, cặp mắt mỗi người đều nhìn chăm chú vào bên trong. Lúc này cho dù Phương Chấn Mi ra tay với ai, bọn họ đều không thể ngăn cản được. Mọi người ngây ra tại chỗ, không biết nên làm thế nào ứng phó với cục diện này. Lâm Thanh Oanh nhắm hai mắt lại. Một lúc sau, tiếng thở dốc của Long Hội Kê mới hơi bình ổn lại, sắc mặt biến thành đỏ, bốn ngón tay trái cuối cùng có thể rời khỏi trán Lâm Thanh Oanh. Long Hội Kê chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt của y có vẻ mệt mỏi. "Ta và nàng kết hôn 3 năm, trước giờ không nghĩ tới nàng chính là..." Lâm Thanh Oanh lạnh lùng nói tiếp: "Ta chính là người 10 năm qua chưa từng lộ mặt, đương kim động chủ Mao Sơn Động Tư Vô Cầu." Long Hội Kê hít sâu một hơi nói: "Nhưng mà nàng, tam tư dưới trướng U Minh Vương, 20 năm trước đã nổi danh thiên hạ." Lâm Thanh Oanh cũng là Tư Vô Cầu nói: "Người 20 năm trước gây dựng tên tuổi, sáng lập ra Mao Sơn Động, chính là tiên phụ Tự Phúc Sung. 10 năm trước tiên phụ qua đời, ta là người kế nhiệm. Ta không công khai lộ diện cũng là vì muốn gả cho ngươi, làm phu nhân của ngươi." Long Hội Kỳ thống khổ nói: Nàng tại sao phải làm như vậy?" Tư Vô Cầu nói: "Tam tư chúng ta đi theo U Minh Vương đánh đông dẹp bắc nhiều năm. Hắn làm nhiều việc ác, sau khi chết cơ nghiệp vốn phải giao cho tam tư chúng ta. Không ngờ lão tặc kia lúc sắp chết lại đổi tính, hối hận vì gây nhiệt quá nhiều, lại giao quyền lực và tài khố, thậm chí là con gái đều gả cho ngươi. Hy vọng ngươi dùng lực lượng thủ noãn bang để chuộc thay tội hắn, dưới âm tào địa phủ tốt hơn một chút." "Buồn cười, buồn cười. Hắn là U Minh Vương pháp lực vô biên, lúc sắp chết lại hồ đồ như vậy. Tam tư chúng ta quên mình phục vụ cho hắn, lập được bao nhiêu công lao hiển hách. Nhất là Mao Sơ Động chúng ta đã vì hắn đổ bao nhiêu máu, hao tổn bao nhiêu nhân thủ. Bang chủ kế nhiệm của thủ noãn bang vốn nên thuộc về tiên phủ. Ta biết không thể dùng sức đoạt lấy, bởi vì võ công của ngươi cao, lại có danh tiếng tốt, mọi người đều phục ngươi. Ta chỉ có cách gả cho ngươi mới có thể chiếm được quyền hành của ngươi, ép thê tử của ngươi đi, đoạt lấy võ công của ngươi, sau đó giết chết ngươi." Long Hội Kê cười thảm một tiếng: "Những chuyện này sao đến bây giờ nàng mới nói với ta?" Phương Chấn Mi ở một bên nói tiếp: "Cho nên gần đây khu vực xung quanh liên tục xảy ra hung án đều là do cô làm." Tư Vô Cầu cười nói: "Nếu không như vậy, ba chữ Long Hội Kê này làm thế nào tự được lòng người trở nên mất lòng người? Nhưng nếu không có sát thủ dưới cờ của Tư Không huynh đệ nhân đầu phiên tương trợ, ta cũng không làm được nhiều chuyện như vậy." Phương Chấn Mi nói: "Các ngươi cố ý làm cho tín nam tín nữ quỷ lệ linh ẩn tự sẽ được bình an, khiến người của thủ noãn bang nghi ngờ U Linh Tam Thập của Tư Khấu Tiểu Đậu trở thành tử địch." Tư Vô Cầu nói: "Không sai chút nào. Trong tam tư thì Tư Khấu Tiểu Đậu là hèn hạ vô sỉ nhất, lại quyết một lòng ủng hộ hùa theo ngươi. Ta muốn để các ngươi sống mái với nhau một trận trước." Long Hội Kê trở thấp giọng nói: "Oanh Nhi, những chuyện này nàng đều không cần phải nhận, vì sao lại thừa nhận?" Y dường như vẫn suy nghĩ cho thê tử. Thừa nhận tội ác của mình trước mặt mọi người như vậy, nhất định phải dùng máu tươi thanh tẩy. Tư Vô Cầu lại nói: "Nếu đã trở mặt, kế hoạch đã bị người khác khám phá, ta có gì không dám thừa nhận. Thực ra Âm Hỏa công chúa vốn không chết,
Hôm qua cô ta mới chết dưới bố trí của ta. Chuyện này ngươi không biết đúng không? Long Hội Kê vừa nghe toàn thân run lên, dùng hai ngón tay chỉ vào Tư Vô Cầu, khàn giọng nói: Nàng nói cái gì? Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Tiểu Tuyết Sơ Tình của tác giả Ôn Thụy An. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.